Bipo, chị Bi Đỏ xin mến chào tất cả các bé. Chắc hẳn là các bé sẽ thắc mắc là spa là như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách spa nha các bé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Đây là cách mà thường ngày đi spa hay gọi là thẩm mỹ viện để chăm sóc sắc đẹp đó các bé. Đây là miếng dán, mình dán vào để kế tiếp là vùng mặt, mình sẽ đắp mặt nạ. Mình sẽ dùng phần nước này để làm rửa sạch lớp mặt nạ đó, sau đó dùng khăn lau khô mặt. Kế đến là mình sẽ chăm sóc sắc đẹp cho người con trai này. Mình sẽ gọi đầu cho nhờ gọi vào tóc, và sau đó là mình vò đầu cho đều. Mình sẽ dùng nước để gọi cho thật sạch, nó xà bông nha các bé. Sau đó mình sẽ dùng khăn lau thật là khô và dùng máy sấy sấy tóc cho khô nè. Trông có đẹp trai hơn không? Trong những cái vết mụn này thật là ghê đúng không các bé? Mình sẽ xem điều kỳ diệu sau khi spa nha. Mình sẽ đắp lớp mặt nạ lên. Và sau đó dùng nước mình rửa sạch nha. Wow, thật là thần kỳ phải không các bé? Mụn đã hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ dùng nhíp để nhổ những phần chân mày thừa ra. Cái này chị Bí Đỏ nhầm. Cái này để mình làm giảm đi quầng mắt á. Còn cái này mới là nhíp. Mình sẽ nhổ phần lông chân mày thừa. Rồi mình sẽ dùng khăn mình lau sạch. Đẹp trai không mắt bé hí, hoặc là kỳ diệu của spa đúng không? Bây giờ mình sẽ thiết kế luôn phần thời trang cho cặp đôi này. Đây là phần nón. Chị Bí Đỏ nghĩ là mình phải chọn kiểu tóc rồi mình mới chọn nón được. Cũng có khá nhiều kiểu tóc nha các bé. Các bé có thể chọn theo ý thích của mình. Riêng đi biển thì chị Bí Đỏ nghĩ là phần tóc này có vẻ hợp. Trên đây cũng có nhiều phần nơ nè, chị Bí Đỏ sẽ chọn một cái vòng hoa như vậy cho nó dễ thương nha. Còn đây là vòng đeo cổ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn phần trang phục bikini trước khi mà mình chọn dây. Đây là váy nè, đây là áo. Thì tùy thích các bé có thể chọn nha. Nhưng chị Bí Đỏ thì chọn chiếc áo này để đi vào biển thôi. Chị Bí Đỏ sẽ chọn phần váy này để cho nó cùng màu với màu áo. Và kế tiếp là phần dây chuyền. Thì chị Bí Đỏ sẽ chọn một vòng hoa màu vàng cho nó cùng một màu luôn. Kế tiếp là phần trang sức, mắt kính, hoặc là túi sách, hoặc là dù. Thì tùy các bé mình thích chọn cái nào thì mình chọn nha. Riêng phần này thì chắc là chị Bí Đỏ sẽ chọn phần túi sách. Đây là phần giày dép. Thì tùy thích mà các bé có thể chọn màu khác nhau. Chị Bí Đỏ sẽ chọn style màu hồng để cho nó tiệp với phần ngơ này. Thì trong người nó có vẻ hài hòa hơn đúng không các bé? Còn tới phần thiết kế cho người nam thì chị Bí Đỏ cũng sẽ chọn kiểu tóc trước khi là chọn nón. Chị Bí Đỏ nghĩ là có lẽ là kiểu tóc màu vàng là hợp nhất. Phần nón thì cũng có khá nhiều kiểu nón các bé có thể chọn lựa nha. Khi chị Bí Đỏ thì chắc là chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu nón như thế này. Trông hơi trẻ trâu quá. Thì chị Bí Đỏ sẽ chọn cái này nha. Kế đến là chọn phần trang phục màu vàng luôn, cho giống như là một cặp
một cặp thì phải mặc màu giống nhau đúng không các bé? Còn phần quần thì chị bí đỏ sẽ chọn không chọn cùng màu thì nhìn nó sẽ rất là nổi bật. Con trai thì cần cá tính hơn nên chị bí đỏ sẽ chọn màu này cho nó nhẹ mắt một tí xíu, không có nổi quá. Kế đến là phần dây chuyền thì tùy vào các bé, nhưng chị bí đỏ nghĩ là con trai thì chị bí đỏ sẽ không chọn phần dây chuyền. Kế đến là phần trang sức thì chị bí đỏ sẽ chọn phong mắt kính như thế này cho nó thật là cá tính. Phần giày thì chị bí đỏ sẽ chọn một đôi giày màu như thế này. Bây giờ hãy xem cặp đôi có đẹp không nào. Video của chị bí đỏ hôm nay là hết rồi, các bé có thích không? Nếu thấy thích thì hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới để theo dõi những clip tiếp theo của chị bí đỏ nha. Chị bí đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé, chúc các bé một buổi tối vui vẻ.